Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng thiết bị DMO200, thiết bị test điện trở tiếp xúc. Thì ở đây chúng ta có một cái nút nguồn nè, màn hình hiển thị các phím bấm chức năng, các jack kết nối dòng, áp, nối đất. Thì ở đây chúng ta có một cái USB nè để lưu trữ dữ liệu, cái jack để kết nối với bàn phím rời bên ngoài để chúng ta có thể nốt lại. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối dây. Thì ở đây chúng ta có hai dây dòng, một dây màu đỏ thì chúng ta sẽ kết nối vào phần dương. Rồi, dừng lại. Dây xanh kết nối vào phần âm. Tương tự kết nối áp thì chúng ta cứ kết nối theo màu thôi. Màu đỏ cắm vào màu đỏ. Màu xanh cắm vào màu xanh. Thì chúng ta sẽ được một cái mạch như trên video, hai cái dây dòng, hai kẹp dòng chúng ta kẹp bên ngoài, hai kẹp áp chúng ta kẹp bên trong. Tiếp theo là chúng ta sẽ bật nguồn lên. Đây là màn hình hiển thị của thiết bị DMO200. Thì ở đây có các phím bấm để chúng ta có thể chọn dòng nhanh hơn. Ở đây thì 50 nè, 100 nè, 200A nè. Hay có thể chọn dòng bằng cách xoay cái nấm xoay này để thay đổi dòng chúng ta muốn kiểm tra. Hai phím on off. Thì ở đây mình sẽ chọn 50A để mình test thử. Mình nhấn phím on. Sau khi nhấn phím on thì thiết bị sẽ đo cho chúng ta được cái giá trị điện trở tiếp xúc này, dòng này, áp này. Rồi sau khi có kết quả chúng ta nhấn off để ngừng máy và đồng thời lưu kết quả vào USB. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.